mình chạy lại mình xem thử. Chấm một rep xua. Sắp sắp bài ớt. Bán chất rớt này. Ô, thùng thùng này. Là thùng này. Thùng 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 thùng. Thì chết thùng 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 này xong buôn đọc áng lên. Bà. Mình cái chóng tiết. Rong ở hong chân nè. Nơi rong chân nè. Và kêu chó cả mà chứ không có cái gì để mà đừng xốp à, xốp à không? Em tính. Đang mua tiết à? Ồ, đang còn một kia lưới nữa. Cá nhỏ 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 này ăn ngon lắm. Thì để mình lấy xong mình trưa nay mình làm mọi món gì này. Gỏi cá. Mua kiếm rồi mình nướng đi, nướng lên hoặc là mình làm gỏi, mình luộc lên gỏi. Quá trời. Nhiều quá. Đó tục anh bẻ cái đá này nó đầy rồi nhung này. À sớm bằng buôn đóp ấy. Bấy bằng buôn ăn lên lên, đang ai thùng thùng thích. Thì ít ăn. Ăn miên cơm bát bé đây. Ba? Miên cơm bát bé đây. Cơm bát à? Cơm bát miên. Đây trong trong bỏ đi rồi. Và đây rót tam kế hơi. Đáng buồn, thằng này đáng buồn nha. Chồng bỏ đi theo gái rồi. Hôm bữa mình chạy qua kia thấy hai vợ chồng ở với thêm một người gọi là có bồ nữa mà ba người sống chung mà bây giờ cô người yêu bỏ đi theo quên ông chồng bỏ đi theo cô người yêu rồi. Còn lại cô này ở đây với ông chồng mới đang thả lưới đâu kia. Cá đấy. Cá nhỏ 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 này tính làm ngon. Mấy thót đã lớn ở cái mưa. Mưa cái thả ở đây rọt rồi. Ở đây rọt rồi. Đạp cái đây rọt chào thôi. Rồi xin đã mỏng. Bạn rõ ngay nhầm thơ bộ học. Thơ bộ học à? Dạ thơ bộ học. Ai kê mạc lô mà mơn. Ồ, lùa ai kê mạc lô mà mơn. Dạ. Tại thơ tầm bàn mà Petro đi. Thơ ai kê bì Petro cho tới nọ khăn rọt nạc rí à. Bì Petro. Dạ. Nguyên thùng Petro lùa mát. Mà mà phải phạm ơn. Ồ, bí thùng là bán 20 mơn. Dạ. Chết phơ rò lùi tiết. Tại tự khang rọt nạc rí ạ. Do ai kê rọt nạc rí. Đấy, mình ba cho ít con này tí nữa mình làm cái món gì. Tí nữa mình kẹp đi. Mình kẹp mình nướng đi. Sáng ra cũng được nhiều. Tớ tớ mong bà mán. Dạ. Tớ đảm mong nó mong bà mán. Mong muối một đại ai. Mong muối. Mong muối tháng ngày một đã mong. Mong mong muối tháng ngày á? Dạ, mong muối nhưng một đại. Mong muối đã tiết. Dạ. Prực tới tới mong ăn. Mong năng mong mong 4, mong 5 mà xa. Mong 4 mong 5 mà xa. Dạ. 4 giờ sáng dậy để đi thả lưới rồi. Mà lành lắm, tươi lành lắm. Tâm nhóm, đó là đang nhóm nè đã 4 đài, vía đã 5 đài. Tại nhóm đã luôn nhóm 4 đài, nhóm xa 4 đài. Xa 4 đài. Vía cho 5 đài. 5 vía nó cao nhóm. Ồ. Nhóm xa hai con vía. Ba bắt 4 cái lưới rồi con ông kia. Ba bắt 5 lưới chứ mà bắt xong được ông kia. Ông kia bắt có 4 lưới à. Ba bắt giỏi. Thúm thúm ấy. Thúm á. Năng. Bên đừng bán á. Này. Rồi bán á. Bên đừng bán á. Túc túc ấy. Đây bên đừng đâu. Đừng nhìn rõ thôi. Đây. Mày đi vô thăng á. Mày đi vô thăng thôi. Này đã được rồi. Tí nữa mình làm món gì đó. Lúc này xin được một ít cá của mấy người đi thả lưới gần đây. Bây giờ cùng với Phán Quảng cùng với Nả và Ôn sẽ
đốt đống lửa này lên và nướng làm món cá nướng nha các bạn, ăn với lá rừng. Cá nướng ăn với các cái mấy lá xoài non rồi xoài non này. Này lúc này có thể hái mớ xoài non này rồi. Bây giờ đợi cho nó đóng lửa này nó ra than thì nả cầm té về thì sẽ bỏ con cá lúc này xin được á, kẹp vào và nướng này nha quý cô chú anh chị. Đã mà tôi bót tiết. Đã mà tôi bót tiết. Đã mà tôi bót đã tiết bán ô. Thằng ngày này dân hộp tích tiết dân bán hộp tà rầy áng rồi. Làm món cá nướng ăn với rau rừng nha các bạn. Ăn với lá xoài non và xoài non. Lúc này có nà và ôn có đi hái lá rừng. Một số cái lá rừng tí cho các bạn xem. Khả năng cái lá này ở Việt Nam có đâu. Đó, hai hơi khỏi, hai đồng chí này hơi khỏi. Tray này cái hào tray ấy. Tray real. Ria. Tray real, real. Ria, ria, ria. Tray ria. Cả kiểu cả ria này, Campuchia kiểu cả ria mà Việt Nam thì là hình như con này là cả mái được các bạn. Kiểu là cả mái đấy. Bên đây là cả ria. Ria. Tray ria. Tray ria. Real, real. À. Tray real. À. Mình tập nói cái giọng nói mình không thể chuẩn bằng người ta được, người ta là dân bản địa mà. Người ta nói chuẩn hơn, mình chỉ nói để hiểu là được rồi. Vì nãy chấm riêng lôi chấm riêng mà bót ơi bóng bốn Việt Nam ơi. kêu ôn hát một bài tặng mà không chịu hát, hát hay mà không chịu hát, lên ống kính sơ ngài á các bạn, nên đâu chịu hát đâu. Yên 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 yên. Giờ thì ôn với nà đã nướng xong cái món cá nướng để cho mình thưởng thức rồi. Ở đây có thêm cái món rau rừng nha các bạn. Đây, đây là cái lá xoài này, lá xoài non này. Đó, ăn kem chung với xoài, xoài non. Xoài, tải xoài non nha các bạn, tải xoài non này. Đó, và một số rau rạc, đây, rau đầy đủ đây. Và một chén nước mắm. Đây, đủ các bạn biết đây là món gì ạ? Đây này, cái này này. Món này là món ở mình khả năng lắm có đâu. Cái này là này ple này hả ple. Plet à? Ở bên này gọi là plet nha các bạn. Đó, easy như con dún vậy á. Là plet. Mà kêu ăn cái này là ăn ngon, ăn được. Nó thường sống ở dưới nước á. Bây giờ mời các bạn thưởng thức cùng mình với ốn nha.
ôn mời mời các bạn đi, mời các bạn, mời các bạn, mời các bạn, mời các bạn, rồi đó, bây giờ mời các bạn thưởng thức này, hộp à, chả mơ đâu. Tật tật đây vô. Ba. Bật nào. Ờ. Thằng ngánh. Chanh chanh. Chết. Ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm. Ăn cái này phải ăn kem với này, gà xoài. Nên lon này. Đã lật mua thân. Kẹp vô. Đó. Cuốn vào đây. Lấy một miếng xe nón nữa. Đó. Thằng anh. Thằng anh. Sáng nay tình cờ đi xin được ít cá. Đây là kêu ôn mình nả làm luôn cái món này cho ăn luôn. Đấy, lóc lưng nó nhiều. Chết. Đấy. 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 Ngon quá các bạn ạ. Anh đang kêu trái riêng. Trái riêng. Đấy gọi là trái riêng. Là cá riêng mà không biết là cá riêng là cá gì bên đây. Chập một cái băng sra sra không? Đó. Lô bốt muối tiết. Ốt. Ba. Đó. Tuyệt vời các bạn ạ. Cái món ăn của họ tuy là dân giả nhưng mà quá ngon lắm. Ăn vậy thôi, ăn gì cho nó nhiều. Hôm nay trời hơi lạnh nên là mình có bị sổ mũi á. Món quá ngon lắm. Phan Quảng xin kết thúc cái video clip nướng cá ngày hôm nay tại đây nha. Xin kính chúc cô chú, anh chị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu nha. Đặc biệt là hôm nay là đầu tuần và cho Huy Quảng xin gửi lời chúc một tuần mới đầy năng lượng đến quý cô chú và anh chị nha. Vẫn xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý cô chú, quý cô chú, anh chị, anh chị. Chào. Chào.